Theo cáo trạng, vào ngày 9 và 10 tháng 3 năm 2014, tại khách sạn Visai Ninh Bình, cầu thủ Trần Mạnh Dũng nghe Bùi Văn Hà truyền đạt lại lời thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng rằng giờ đá mà không có tiền thưởng thì đá làm gì, tận dụng AFC Cup mà kiếm tiền, nên đã sang phòng hỏi. Nguyễn Mạnh Dũng nói lại ý này và bảo Trần Mạnh Dũng muốn chơi thì liên lạc với Đào Đức Lợi, 40 tuổi ở Hải Phòng. Do quen với Lợi, ngày 14 tháng 3, Trần Mạnh Dũng điện cho Lợi để đặt vấn đề cá độ trận đấu giữa Visai Ninh Bình và Kelantan của Malaysia trong khuôn khổ giải AFC Cup tại Malaysia. Sau đó, Nguyễn Mạnh Dũng và Đào Đức Lợi thống nhất cá độ tài hiệp 1. Đến ngày 15 tháng 3, trước trận đấu 3 ngày tại khách sạn The Visai Ninh Bình, Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh gặp nhau bàn chuyện cá độ. Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng rủ thêm Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Gia Từ và Phan Anh Tuấn, cả nhóm cá độ 2 tỷ đồng nếu thắng 2-0 trong hiệp 1. Đến ngày 17 tháng 3 tại Malaysia, Nguyễn Mạnh Dũng đã gọi điện cho Lợi thông báo về việc kèo cá độ đã bị lộ. Ngày hôm sau, cả nhóm vẫn họp và thống nhất cá độ, cụ thể sẽ thông báo khi trận đấu diễn ra. Sau khi thống nhất, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng đã dùng điện thoại di động lắp SIM của Malaysia liên lạc với Đào Đức Lợi để đặt độ và được người này chấp nhận số tiền 1,02 tỷ đồng. Kết thúc trận đấu, câu lạc bộ Visai Ninh Bình thắng Kelantan với tỷ số 3-2. Các cầu thủ thắng cá độ được nhận 800 triệu đồng. Ngày 19 tháng 3, khi đội về thành phố Hồ Chí Minh nhằm tránh bị phát hiện, Trần Mạnh Dũng gọi điện yêu cầu Lợi chuyển tiền thắng độ thông qua người bạn của thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng tại thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền này được chia cụ thể như sau: đá chính là Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, mỗi người được 85 triệu đồng. Các cầu thủ dự bị gồm Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng, mỗi người 75 triệu đồng. Trần Mạnh Dũng đưa 20 triệu đồng cho tiền vệ Lê Văn Thắng, người biết việc cá độ nhưng không tham gia. Sau đó, vụ việc bị phát hiện và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ bóng đá The Visai Ninh Bình. Trong ngày 29 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra đã có lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam cầu thủ Trần Mạnh Dũng và thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng vì tội đánh bạc. Đến ngày 30 tháng 5, tiếp tục bắt Đào Đức Lợi để làm rõ sự việc. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2014, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên sơ thẩm xét xử 9 cầu thủ câu lạc bộ bóng đá The Visai Ninh Bình về tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Thay mặt hội đồng xét xử, chủ tọa phiên tòa, ông Nguyễn Thành Đoàn đã tuyên án Trần Mạnh Dũng và Đào Đức Lợi mỗi bị cáo 30 tháng tù giam, Lê Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng mỗi bị cáo 27 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 tháng. Lê Văn Duyệt, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn mỗi bị cáo 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng. Các cầu thủ được hưởng án treo được giao cho câu lạc bộ Ninh Bình quản thúc và giám sát. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt tiền: Đào Đức Lợi, Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng mỗi bị cáo 20 triệu đồng; Lê Văn Duyệt, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn mỗi bị cáo 15 triệu đồng. Sự việc khép lại với bản án nghiêm khắc dành cho các cầu thủ bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu Á, đồng thời cũng đã ra án cấm thi đấu vĩnh viễn với 9 cầu thủ tham gia cá độ. Dù vậy, dư chấn của vụ án này còn ảnh hưởng rất lớn tới bóng đá Việt Nam nói chung và xóa sổ câu lạc bộ Ninh Bình khi Bầu Trường quyết định rút lui và trả lại đội bóng cho địa phương. Đến nay, vụ tiêu cực tại câu lạc bộ Ninh Bình vẫn là một trong những vụ tiêu cực đáng chú ý nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.